Ê ê, chạy xe có gì vậy? Chào nhóc, giờ này còn đi đâu nữa vậy? Đi đâu á thì cũng không tới lượt của anh quản. Mà coi bộ anh bị biến thái hay sao vậy? Mỗi lần tôi ra khỏi nhà là anh cũng xuất hiện là sao? Bộ nhóc thích đọc tiểu thuyết lắm hả? Giỏi tưởng tượng quá ha. À, mà nhóc con á thì giờ này đi vô ngủ sớm đi. Nhóc hoài vậy cha, làm như lớn tôi lắm không bằng. Ừ thì tôi đi hẹn hò. Có gì không? Không có hả? Thôi không tiễn nha. Nhóc đi hẹn hò hả? Chúc nhóc hẹn hò vui vẻ nha. Bye bye. Hẹn hò vui vẻ. Ủa thầy, đi ăn cũng gọi là phạt phụ giúp hả thầy? Thì đi ăn cùng với thầy, không để thầy đi ăn một mình. Vậy là phụ giúp thầy rồi. Em ăn thử bánh này đi, ngon lắm đấy. Thôi, thầy ăn trước đi. Thoải mái đi nào. À, thầy cũng chỉ giống như anh trai của Dũng thôi. Cứ coi thầy như anh trai là được. Ăn đi. Em xin lỗi, em có điện thoại. Alo, sao mày? Sao sao cái gì? Đến đâu rồi? Tao xin lỗi nha. Tao có việc bận nên tao quên mất tiêu. Tao xin lỗi nha, xin lỗi mày nhiều luôn á. Lỗi phải cái gì? Nè, tao đến rạp rồi nè. Bây giờ á, không lẽ tao đi về? Trời, tao có việc bận nên tao quên mất tiêu à? Thôi lần sau tao bao vé nha. Nếu mày nói á nha, mày trả vé cho tao thì tao còn nghe được. Ê, đừng có thừa nước đục thả câu. Ê, nha mày. Được không? Không được thì thôi, tao về tao lóc bạn. Tao với mày không còn bạn bè gì nữa. Mẹ, như con nít vậy đó. Ok ok, tao sai, tao ngu, thì tao chịu. Mày cứ coi đi rồi, ngày mai tao trả tiền lại cho. Mà nó nghe nè, sẵn tiện bao tao cái phần bắp nước luôn nha. Bây giờ được vô còn đòi hai bà Trưng nữa hả? Tao nói nè, một là không chịu á thì thôi, không có gì hết. Còn chịu á thì tao bao vé. Mày chọn đi. Thôi, không được thì thôi, làm gì dữ vậy. Ngày mai gặp nha. Ok, bye mày. Rồi, vậy nha.